mà em đòi chia tay anh. Em ơi, anh im đi. Tôi quyết định chia tay rồi. Mỗi lần mà anh đụng vô người tôi á là tôi xui xẻo à. Em đừng có nói như vậy. Từ xưa tới giờ anh đâu có đụng vô đâu mà em nói em có chữa. Chữa ngán gì cho nội. Mỗi lần đụng vô người tôi là xui. Đụng vô người là xui à. Chứ gì đâu mà đòi. Ờ ha. Sao ra nông nỗi này vậy con? Con chào bác. Chia tay với con á, tại vì cổ nói con mỗi lần đụng vô cổ là cổ xui. Đụng vô cổ là cổ xui. Thôi, phụ nữ mà, họ muốn chia tay với con á, họ đổ thừa đủ lý do hết á, chứ làm gì mà đụng vô người mà xui xẻo. Dạ con cảm ơn bác. Con đừng buồn. Dạ. Bác ơi, chắc bác là ông tiên nên bác đã về trời rồi. Cảm ơn bác. Tao đây nè. Trời, bác có sao không bác? Ba không có sao. Chảy xước có chút xíu thôi. Không sao đâu. Dạ. Miễn con vui á là được rồi. Dạ cảm ơn bác. Trời ơi bác ơi. Bác ơi bác có sao không bác? Xe nào ác dữ vậy? Không có sao đâu con. Chảy xước chút đỉnh thôi mà. Bác ơi con có lỗi với bác quá. Ôi lỗi phải gì, chỉ trùng hợp thôi. Dạ. Thôi bác đi nha. Dạ. Bác ơi bác có sao không? Đứng lên con đỡ bác đi bệnh viện. Thôi mày đừng đụng vào người tao. Bây giờ tao tin con bạn gái mày nói đúng rồi. Sao con người mày xui xẻo quá vậy? Vậy mà bác nói bạn gái con bỏ con là tại nó tìm lý do. Bây giờ tao tin rồi. Không lẽ mình xui thiệt vậy sao? Sao ai gặp tôi cũng sợ bỏ chạy, nói là tôi là người xui xẻo cho họ. Ủa anh Mừ, ai gặp tôi cũng sợ xui chạy, tại sao anh còn ngồi đây? Bộ anh không sợ xui hả? Xui gì nữa mà xui, bác sĩ mới phát hiện tôi bị ung thư thời kỳ cuối. Vậy hả? Còn sống được 3 tháng nữa thôi. Thôi kệ, anh cũng đừng buồn. Trời sinh mỗi người mỗi số. Ráng giữ sức khỏe nha anh. Vậy mà nói 3 tháng lận. Nhanh đi chú. Rồi biết rồi, chờ xíu. Anh có gì phụ con em phụ cho. Làm cái gì vậy? Em phụ. Mày đừng có đụng vào người ta. Mày xui lắm. Mày đi. Đụng hoài. Thằng này nó xui lắm. Ê. Ủa? Không mua thường mà. Chứ đâu có mua đuôi đâu. Mua đâu đuôi. Là ai mua dưa hấu không? Ai mua dưa hấu không? Má Hai ơi, má Hai mua dưa hấu giùm con đi má Hai. Mỡ xẻ ngon lắm đó má Hai. Dì Tám mua dưa hấu giùm con gì dì Tám? Anh trai mua dưa hấu giùm em đi anh trai. Trời ơi, trai gì đâu mà đẹp quá vậy, dễ thương quá à. Vậy mà xui gì không biết nữa à. Trời ơi, hết cái chợ này nè, người ta nói tôi đâu có tin. Xui thiệt là xui à. Lỗ băng xếp. Thôi, đừng có buồn. Cái con bê đê đó, tình dị đoan quá. Xui cái gì mà xui. Mày xui thiệt. Tôi đâu làm gì đâu, tự chợt té đổ thừa tôi. Em chào anh.
Tại sao là tôi? Xui rồi. Tôi phải sao đây? Cái này là thà ta làm tao xui, không phải mày làm tao xui. Dạ cảm ơn anh. Không phải là mày. Dạ em cảm ơn anh. Mày nên nhớ như vậy. Dạ. Ui. Gì vậy? Vậy mà con không né được hả trời? Mày có nhìn tao đâu mà né? Anh Tư, ai cũng coi thường em, ai cũng sợ em hết. Anh có chuyện gì cho em làm đi. Mày đi vô khác chơi nha. Mày đừng có đụng vô người tao nha. Mày đụng vô người tao, tao đổ bún đầu mày tin không? Mày đi không? Mày đi vô khác chơi. Mày không đi tao đổ đầu mày á, mày anh tin ơi, không? Em chỉ xin anh là để cho em làm cho... Trời ơi, đâu có đụng chúng nó đâu mà chui quá vậy nè trời. Lấy cái này nha. Nhiêu vậy? 25. Nè. Ai chụp 10. Rồi 5.000. Rồi. Đi nha. Ừ. Sáng giờ bán khá 18. Trời đất ơi, trời ơi mày đừng có đụng vô người tao. Mày đụng vô là nó xui, mày biết không? Nguyên cái chợ này ai cũng sợ mày hết á. Em xin lỗi chị Tám. Mất bà nó 5.000 rồi nè. Trời ơi, mày đền cho tao đi. Chị né qua đây em kiếm cho, tìm cho. Trời đất ơi, nó rớt ở đâu trong này thôi à. Sao nó không có? Không có đâu. Sao trong này cũng không có ta? Coi như em kiếm hết rồi đó mà không có. Chị né ra em kiếm bên này. Mày giặt ra. Mày mà đụng với tao giết mày chết. Trời ơi, có 5.000 rồi mà mày xả hết rượu của tao rồi. Chị ơi, em có thành ý muốn tìm 5.000 cho chị chứ đâu phải. Mày... Chị thấy không, công sức của em đâu phải là phung phí đâu. Em đã tìm được 5.000 cho chị rồi nè. Đừng có đụng vô người tao, xui xẻo lắm. Mày làm sao miễn mày đưa qua tay tao được rồi. Em biết rồi. Em rất là thông minh chứ bộ. Làm gì đó. Em búng qua chị chụp nha. Rồi búng đi, búng đi. Hả? Ủa nó đây. Sao là sao nè? Biến sao nè? Thôi em lấy. Sao là sao nè? Em lấy tiền. Không có cần mày lấy. Mày xui lắm. Mày đụng vô gì cũng đổ bể của tao hết á. Đứng sao nè? Dạ. Để rồi tao lấy được rồi. Dạ. Em cảm ơn anh. Cái này tự anh làm bể chứ không phải tại tôi xui đâu nha. Cũng nói tôi xui. Tôi đâu có làm gì đâu mà xui. Kỳ thiệt. Chí nghĩa bất di vô giọng nhạc. Ai nam nhi chi chi mạc anh hùng. Mời đệ. Cái gì vậy? À, có người chơi à. Để em nhìn thấy gì không? Bầu không khí nơi đây thật là ấm cúng đó hả? Kìa, để nhìn kìa, để nhìn kìa, để nhìn kìa. Xa xa có cây bồ đề. Trên cây bồ đề có con bồ câu. Này, hình như đó là cây bồ kết mà. À, quên bậy quá. Chắc có lẽ là quên nhầm lẫn đó mà. Bây giờ mày để snack sang bên hả? Này, tùy ý quên. Quên làm cái gì vậy chứ hả? Quên đi kinh công đó mà. Đại đệ giấy. Sao để bay giống chim cánh cụt quá vậy? Này. Bây giờ là không khí rất ấm cúng, huynh đệ chúng ta cùng nhau trò chuyện đàm đạo đó hả? Tùy ấy huynh. Hãy nhìn huynh đây.
Thôi mệt quá, vậy cho nó khỏe nè. Ờ vậy. Trời đất ơi, nó nhiễm phim dữ lắm rồi nè. Bây giờ huynh đệ chúng ta cùng nhau an toàn để mà đàm đạo đó hả? Mời đệ. Mời huynh. Mời. Nó làm cái giống ôn gì vậy? Thất bác. Đệ thắng huynh. Tỷ huynh. Tam. Tư. Huynh thua đệ. Tỷ huynh. Bù. Một. Huynh lại thua đệ. Tỷ huynh. Bảy đâu? Chín. Trời ơi, thua hoài vậy? Ba cào. Trời đất ơi, là hai thằng điên. Ủa cái gì vậy? Nãy giờ ta tưởng đâu là đang làm đạo cái gì thì ta quánh bài. Quánh bài mà. Quánh bài chơi thôi. Thất bát. Ủa thấy ghê. Thua quá, sáng giờ thua quá. Thua quá hả? Thua quá, thua rồi, thua luôn. Đổi tay. Được không? Để ta đánh cho. Hơn đâu? Tì ý quánh. Thôi. Chết rồi, chết rồi. Lần này là Win có cao thủ rồi. Giúp 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 giùm tay. Được không đó? Mình chơi bài cào trước đây. Trời ơi. Diễn diễn. Cái tài chị bài diễn quá vậy. Trời ơi, bán mấy cái nhà rồi đó. À, thôi ghê vậy. Bài cào, bài cào. Lỏng lỏng nè, lỏng lỏng. Hay quá. Đó. Chính đúng. Chính đúng. Trời chính đúng Quỳnh. Ba tiền. Nó ba cào kìa. Tì ý Quỳnh. Chung tiền đi chứ. Thiếu 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 dáng ơi. Cho nợ con cây đó. Bắt đầu nhìn mặt ông thấy quen quen rồi đó. Mà chưa nhìn ra biết không biết ai thôi. Ê đổi 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 bàn khác đi. Đổi đổi nữa hả? Quýnh tiến lên. Tiến lên luôn. Quýnh tiến lên. Được không? Trời quýnh nghề lắm á. Tin luôn tin luôn. Chơi luôn nè. Trời trẻ bài luôn cơ. Đâu hồi đó là bán sóc sóc thôi là bán 5 cái. Còn trẻ này là bán 10 cái mới trẻ được. Cái gì ghê vậy? Ghê lắm. Kênh. Kênh. Tiến lên tiến lên nha. Hỏi chi bài ghê không nhanh không? Nó giỡn quá thiết dữ. Hay đó hay đó. Ừ, hay lắm. Đó hay quá. Thì ý Quỳnh. Trời. Bài Quỳnh gì nữa? Tứ đã thông ba con thì có heo mình sổ cấp luôn vậy Quỳnh. Đi cho mình, rồi sổ cấp luôn, cấp Quỳnh trước luôn, cấp Quỳnh trước. Quỳnh ba. Quỳnh còn ba kìa. Mình giết con heo luôn, giết con heo, con heo. Heo giết con heo đó. Xì trời không biết Quỳnh đài tôi Quỳnh heo con heo mà tự nhiên Quỳnh con xì. Không phải mà em từ ba tới xì á anh đều luôn á. Tì ý Quỳnh. Quen luôn rồi đó, biết mặt ai luôn rồi đó. Hèn gì quy cái chợ đồn là phải rồi, mới đầu nhìn là thấy quen quen rồi. Ông bị chỗ khác giùm tôi đi ông ơi. Ông xui bà cố luôn hả? Xui gì mà xui? Sao không xui? Bây giờ tao mày chơi không? Chơi gì? Quánh tôi xì. Quánh tôi xì? Ừ. Ba lần. Ba lần. Rồi. Quánh tù xì. Đó. Quánh tù xì. Đó. Quánh tù xì. Ai xui? Đi chỗ khác đi. Trời ơi, nguyên cái thớ, cái chợ đồn không tin. Qua bên kia chơi tiếp, qua đúng bên rồi, kia chơi điểm, tiếp. Điểm đi. Hồi sáng giờ chơi mười mấy điểm mà thua hết mười mấy điểm. Lần này không tin là thua đệ nữa. Lẹ lên. Cũng thua à. Mày cứ chơi đi, tùy ý Quỳnh. Không lẽ tôi xui thiệt dữ vậy trời. Suốt cuộc đời đẻ ra là xui là sao? Đi ngủ. Kiếm cái máy lạnh ngủ coi. Nghèo nghèo chứ cũng phải chơi sang sang chút. Đây, máy lạnh bự. Ây. Vậy để cho nó chắc ăn, không đụng chạm tới ai hết. Này sao dơ quá không? Đây đi. Ui, vậy cho chắc cú. Thank you.
Mày thấy tao thổi không ra thì mày ra đại đi, làm tao mất mặt gần chết. Mày có chắc là chỗ này yên tĩnh không? Chắc chắn mà, yên tâm đi, yên tĩnh lắm. Tốt. Ừ. Tịch. Ừ? Tụi mình là những tên cướp khét tiếng đang bị truy nã. Vì vậy, hành động của tụi mình không thể cho để bất cứ ai biết được, hiểu chưa? Tụi mình là những băng cướp khét tiếng. Khi nào bị phát hiện ra, chúng ta sẽ giết người giết khẩu. Đúng. Không thể nào cho người ta biết được mình đang ở đâu. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Làm xong thí dụ này, chúng ta tìm một nơi thật là thanh tao, ở đó để mà sống một đời sung sướng còn lại. Quyết định vậy chưa? Quyết định gì đi? Mày làm cái gì vậy? Cái bàn đi đâu? Nở bên kia kìa. Qua bên đó. Cho nên chuyến đi này mình phải là hết sức cẩn thận, không để lộ ra một tung tích gì cả. Đúng rồi. Ừ. Vì đây là phi vụ cuối cùng. Ừ. Cho nên phải cẩn thận. Đúng. Đồ chơi mà đem theo có đủ chưa? Tao đã mang đầy đủ hết rồi. Lấy qua đây. Đây. Nhìn đi. Tao đã thử hết tất cả, mọi thứ đều là an toàn hết. Kiểm hàng lại coi. Đây. Cái búa tạ. Ừ. Cái này đập đồ bò chết chứ đừng nói nè. Đó cái đồ lông đao. Đây. Còn là cái búa. Mổ đầu tụi nó. Và đây nữa. Cái gì? Hả? Ủa sao tiện có phi tiêu trong vỏ vậy? Mày giỡn mặt cái tao hả? Thời bây giờ mà mày còn dùng phi tiêu à? Tại sao mày không bao giờ làm những điều tao dặn vậy? Hả? Tao đâu có dùng phi tiêu đâu. Tao đã nói rồi, tao không thể nào dùng phi tiêu. Mày bỏ vô mày làm hại tao đúng không? Tao hại mày làm cái gì? Rõ ràng tao không bỏ phi tiêu. Tại giờ tại sao có phi tiêu? Mày chính là mày hại tao. Mày hại tao. Mày làm cái gì thế vậy? Cái bàn đây đâu? Mệt quá. Chờ chút. Mau qua đây. Là bực bội. Nhanh lên. Mày đâu rồi? Cái gì? Tới chưa? Tao đứng ở bên đây nè. Sao? Nghe tao hỏi. Nói. Tại sao mấy lần bàn viết là mày đồi cái bàn là sao? Mày khờ quá. Đã nói là bàn chuyện thì nói chuyện phải có cái bàn chuyện được chứ. Hiểu chưa? Vì tao nói rồi, tất cả mọi thứ để êm xuôi rồi. Nhưng gì với một thứ mà tao chưa thử, bây giờ không biết nó sử dụng như thế nào. Lấy ra coi. Đây. Cái gì vậy? Là trái lựu đạn. Mày kiểm tra chưa? Chưa dám kiểm tra. Mày nhát quá. Sao vậy? Rất dễ. Cái này mày chỉ bóp vô. Ừ. Thò cái tay, nắm cái nhẫn. Ê, bậy, 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 bậy. Chết cả mày á. Đừng chơi ngu chết cả mày đó. Ủa sao vậy? Thôi ấy vậy đi nha, tao ngủ á. Thì ra tao đi. Mày hồi nãy giờ hàng gì cái bàn nó chạy tùm lum. Mày đi ra. Tao nghi nghi. Chui ra. Đứng lại. Đừng đó. Hả? Hèn gì tôi nghi nghi. Tôi đập tôi té nãy giờ mấy lần là do mày làm hết đúng không? Vì mày mà tao té là đau cả cái bụi cỏ nè. Nè mày nói đi. Hồi nãy giờ mày có nghe cái gì không? Hả? Không, không có nghe gì hết. Mày biết cái gì rồi tụi tao không? Có biết là phi vụ cuối cùng thôi. Hả? Cái gì? Vậy mà nói dám nói là không nghe gì hết hả? Bây giờ chỉ còn một cách thôi. Mày phải chết. Giết người giết khẩu. Tôi... Dạ. Đừng mà tôi lại mấy anh. Giết. Hay quá, công an tới rồi. Mày... cướp nè, cướp. Ủa, mấy chú làm gì mà mặt xanh lè vậy? À, chơi đùa vu vơ. Ủa, lực lượng con chỉ có vậy thôi hả? Dạ, con đi chơi mà. Ồ, vớ vẩn vậy. Thôi đi đi, đi chơi đi. Đi đi con.
chi thôi mà cũng sợ. Mày làm như mày không sợ mày bỏ cái uống tôi. Đứng lại, đứng lại. Phi tao cho mày nha. Hả? Tưởng là mày thoát tao. Đừng có đụng em, xui lắm đó. Xui cái gì? Mày đừng có hù nha mày. Là nó nói rồi, không cần nói gì nữa hết. Mày nhất định hôm nay là ngày khai tử của mày. Hãy chờ những cuộc chết êm ái nhất. Wow. Yeah. Dẫn ta rồi. Hay quá, cảm ơn thằng nhỏ. Bảo có bạn rồi. Con nhỏ nó kìa, bạn thấy của mày tới hả? Hình sự, hình sự. Coi đây, coi. Đây. Mày chết, cho tụi bay chết. Chết chắc. Mặt nó căng quá. Mấy cái này của thằng nào? Phải của mày không? À, không, không phải, phải, không phải của em. Của mày. Của mày. Phải không? Không. Giấu cái gì sau lưng? Có gì đâu. Giấu cái gì sau lưng? Bỏ ra. Trời ơi. Còn mày giấu cái gì sau lưng? Đâu có gì đâu anh. Bỏ ra hết. Bỏ ra. Cái này nặng lắm. Để ra. Tao hỏi lại một lần cuối cùng. Tất cả số này là của thằng nào? Phải của mày không? À, không phải của em. Của mày? Không hề. Của mày? Không phải. Chắc chắn không phải của ba thằng bay đúng không? Dạ đúng. À, đúng rồi. À, đúng. Chắc chắn, 100%. Dạ, được. Hồi sáng tới bây giờ lụm được con mớ về chai. Trời ơi, hồi nãy nó vô là tao nghĩ nó nhân viên cao cấp đó. Bây giờ tao mới biết đó là nhân viên cấp cao. Cao gì? Về chai. Tao nói mày không nghe hả mày? Lấy lại vũ khí. Mày giật ý. Trời, lụ đạn nè. Dạ. Cậu cái lụ đạn giả mà làm giống thiệt ghê vậy ta. Ý anh ơi. Này rút nhíp ra chắc nổ dữ lắm á. À, được được rồi. Ê, 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 ê. Nổ đã luôn. Ê, được rồi. Ê, ê, ê. Bậy. Giỡn thôi. Trời ơi, đồ giả làm đã ghê á. Đồ giả làm giống thiệt ghê luôn trời. Đồ giả để cái nhíp đàn chi. Tào lao không à. À, anh ấy. À, ông ơi. Anh ấy. Anh ơi, đừng. Anh ấy. Trời. Trời đất ơi. Cái quần mà nó banh vậy mấy bộ đồ lòng nó sao? Chắc tan nát hết rồi. Chắc xong mấy ký chắc còn mấy ký. Ghê quá. Đứng lại. Cũng tại mày. Không có mày xuất hiện bao nhiêu là coi như là tụi tao đã thành công rồi. Hả? Công trình coi như là tụi tao bao nhiêu là vô mà là vũ khí rồi. Trông dấu bao nhiêu năm bây giờ mày đang vì mày mà nó lấy hết trơn là sao? Hả? Nhưng mà em đâu có muốn cái gì đâu. Không muốn gì. Mày im đi. Bây giờ mày chỉ có hai con đường lựa chọn. Một là mày theo tụi tao. Hai là mày chết. Mày chọn con đường nào? Chọn con đường nào? Chọn con đường nào? Sao? Theo hai anh. Đừng có đụng em, xui lắm. Xui xẻo. Mình bây giờ là đồng hội đồng thuyền rồi. Biết tại sao tao muốn mày gia nhập tụi tao? Bởi vì ở đây á, tụi tao còn lạ nước lạ cái. Thấy chưa? Mày ở đây lâu rồi đúng không? Mày cho tụi tao biết coi, ở khu vực này cái nhà nào là nhà đặc biệt, nhà nào ngon nhất? Nói tao nghe. Nhà đặc biệt hả? Đặc biệt. Nhà bà Sáu. Nhà bà Sáu hả? Đặc biệt luôn. Có gì đặc biệt? Xó đó giảm nghèo. Cái gì? Đó, năm đó cái diện đặc biệt đó, cho nên mới được xây cái nhà tình nghĩa đó. Mày điên hả? Cái nhà xó giảm nghèo được có gì đâu mà ngon? Ủa đâu biết, thì anh hỏi nhà đặc biệt thì trong xóm em có cái đặc biệt nhất là vậy. Ý tao nói là cần cái nhà nào mà nhiều tiền một chút. Đúng tiền rồi. Nhiều hiểu chứ? À, nhiều tiền hả? Ừ. Nhà bà Mười. Ngào có gì vô tư? Ngày nào hai vợ chồng cũng gánh cả gánh tiền. Được gánh đó. Cả gánh tiền. Ừ. Tốt đó. Gánh tiền ra đâu? Ra đâu? Ra chợ bán. Cái gì? Bán cái gì? Bán vàng mã mà. Mày giỡn mặt cái đó hả mày? Thì cái đó cũng kêu tiền. Từ nãy giờ tao bực mày từ nãy giờ rồi nha. Mày không có đụng hụn thì tao là tao giết mày từ nãy giờ đó. Ý tao nói là cái nhà mà giảng như là giàu có vàng bạc
kim cương hột xoàn đá quý, hiểu không? Có. Ai? Nhà bà Kim. Bà Kim hả? Bà giàu tét nách luôn. Tao nghe đồn lâu rồi, bà Kim đại gia đúng không? Đúng rồi. Đất là cò bay thận cánh đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Được đó. Nhà bà ở đâu? Dẫn tao tới đi. Nhưng mà không được đâu. Sao không được? Khó vô nhà nó lắm. Tại sao khó vô nhà? Nhà đó hả? Nuôi mấy con chó ghê lắm. Ơi, chó gì mà ghê? Chó bẹt dê à? Không, bẹt dê bình thường. Alaska. Tào lao. Chứ chó gì? Chó phóc Nhật. Chó phóc. Trời ơi. Tào lao. Mà ghê. Nhưng mà chó đi học. Người ta có tiền người ta cho đi học. Học cái gì? Rồi nó học hay nó cắn ghê lắm nha. Nó không phải nó cắn chỗ bình thường đâu. Nó cắn một cái hả là cả gia đình tiệt nọc. Cắn. Không có người nấu dở trong đường. Cắn chỗ nào vậy mày? Cắn cái chỗ mà cả gia đình tiệt nọc. Sao ta nghe sao ta lạnh lạnh nhót nhót rồi thấy không? Em nói rồi nó cắn ghê lắm. Bây giờ vậy đi, có cách nào vô an toàn không? Được không? Vô an toàn. Bây giờ vậy đi, nếu sao? Nghe lời tôi thì để tôi điều khiển. Được, nghe lời mày đó. Sao? Bây giờ vậy. Ừ. Từ đây đi thẳng tới nhà bà Kim. Ừ. Tới cái ngã ba. Tới ngã ba. Anh quẹo tay trái. Ừ. Thằng này quẹo tay phải. Rồi rồi. Tôi đi về vậy thôi nha. Ê! Quẹo. Mày giỡn mặt tao lại mới mà. An toàn chứ nhà người ta ghê lắm đó bọn. Cái mày chỉ cách nào vô đột nhập nhà người ta an toàn mà cái mày chỉ đi về nhà an toàn là sao? Bây giờ tôi đâu có biết làm sao đột nhập vô an toàn. Nếu muốn thì cứ đi qua bển đi rồi mình nghiên cứu. Được, bây giờ bàn ở đây cũng thành vô dụng thôi. Cái quan trọng là tới đó tùy cơ ứng biến nha. Đúng rồi. Đi. Nè, nhớ nè. Nghe. Sao? Tới đó tao phải bịt mặt lại nhau để che giấu thân phận. Đúng rồi. Biết rồi. Đi. Nhớ nha. Đừng có đụng em, xui lắm. Trời ơi, đụng cái gì đụng em nói mà xui mà. Tao không tin. Bây giờ chạy sao? Đang ăn tinh niên á, bà đừng gần bên đó đó. Tiền lộn giùm của mày đây. Đáng lẽ có 50 thôi, nhưng mà bữa nay có thu hình, bồi dưỡng thêm 50. Được rồi, đi đi. Khoan. Bồi dưỡng 50 tôi phải dễ ăn gì? Hồi nãy mày lộn ra, bây giờ mày phải lộn vô. Khoan đó. Tao không thích mày đi cửa hông. Mày lộn ra cửa trắng cho tao. Mày làm khó người ta quá mày. Sao? Thôi. Giỡn thôi mày. Mày lộn ra ngoài mắc công tao tốn tiền thuốc lắm. Đi vô đi. Ồ, nó cũng lộn thiệt luôn hả? Mối ruột mà. Ê. Mày, mày làm cái chuyện tào lao như vậy? Không phải tào lao. Mình là những tên cướp ăn trộm khét tiếng. Làm cái gì phải cho hoành tráng, hiểu chưa? Bữa nay là bữa ăn trộm cuối cùng. Mình phải làm cho hoành tráng lên. Mình sẽ cướp rất nhiều tiền. Lấy rất nhiều của. Chết mẹ rồi. Chưa cướp gì đã thấy mất 100,000 rồi. Ai kêu mày, mày tào lao quá mà. Tao quên. Tôi nghi rồi, tao thấy không có thằng nào mà nó mập như heo mà nó lộn như là con sóc vậy trơn á.
Tao quên cái vụ này. Ô, thằng Tới nhớ nhắc tao nha. Sao mày, mày nói mày đeo mặt nạ sao mày không đeo? Đưa nó đeo rồi, còn đâu mà đeo. Mày rảnh quá gì mà làm nguy hiểm. Mày đúng là nhân vật mà ngu si mà làm chuyện nguy hiểm. Tao lao không à. Ô, quên nữa. Cái gì? Cái thằng xui xẻo đâu? Nó ngoài á. Dạ. Hey. Trời đất, ông nội, ông trời la cái ơi. Gì cầm lâm, la, tao tưởng ông mày la. Tao tưởng ông lộn như cái thằng kia vô, ông bò, ông lết vô, ông nội. Sao mày lết dữ vậy? Anh trả nó tới 100 mà. Ừ. Em cũng muốn cho nó lộn vô, em đưa 15 ngàn nó đá em à. Trời ơi, chơi phá giá quá, người ta 100 ngàn, mà đưa có 100, mà đưa có 15 ngàn nó quất mày là đúng ai. Rồi. Thôi bây giờ đừng có bàn chuyện tào lao nữa. Ê, vô vấn đề chánh đi. Mời công nhận cái nhà này giàu thiệt nha. Giàu. Đúng là kim đại gia nha. Đúng rồi. Cái nhà mà đâu mà khai trương thôi mà Tết vô mà khai trương thôi mà mướn đạm diễn thân về ca luôn. Ghê vậy hả? Nè thì tao nghe rõ ràng mà muốn gì tùm lum la, xin con chị sợ chứ xong xong gì tùm lum la. Mới đi về. Nghe thiệt. Vậy là chắc uống xỉn xỉn rồi. Vô chơi được rồi đó. Ok. Bây giờ nè, đúng cái nhà này rồi. Ba anh em mình đột nhập vô trong. Ok. Vậy đi, quyết định làm nha. Chuẩn bị. Đó đó, hai cái con quỷ đó đó. Có chó. Nó nuôi chó mà. Trời, chưa gì hết nó né rồi nè. Trời ơi, tao còn yêu đời lắm mày ơi. Bây giờ làm sao? Nói cái gì vậy? Để tao đi. Mày cắn lộn với chó sao nó gừ quá vậy? Nó dữ lắm. Tao không cách nào làm. Mày nó tưởng con chó xù. Mày im đi. Sao? Để im đó tao. Chó đực hay chó cái? Rồi rồi, biết rồi. Chó đực. Thấy dở dở lên đưa vô cục đèn là biết chó đực rồi. Ê, mày có cách hả? Để im nó đi. Cái gì vậy? Nó làm cái gì vậy? Mẹ mẹ tao đi. Tào lao. Ô, sao nó hay vậy? Tình yêu luôn. Ê, xong. Sao mày hay vậy? Mày làm sao hay vậy? Tao hỏi mày rồi đó, tao hỏi cho được rồi cho cái. Mày nói cho được, tao qua bên nhà kia tao mượn cho cái thả vô nó vui rồi. Hôm nay lễ tình nhân mà. Trời ơi, có vậy sao mình nghĩ không ra ta? Bữa nay lễ tình nhân đó, hễ con trai đàn ông đi rảo rảo ngoài đường là tìm nhiêu đó thôi. Diệu kế, diệu kế lắm nha. Mày thông minh thiệt. Ừ, bây giờ vô được rồi. Hoàng Đạt, bây giờ chạy đi, tao suy nghĩ kỹ rồi. Tao với thằng Mập sợ ngoài đây. Mày và cái sự thông minh của mày qua cái chuyện gì rồi, tao nghĩ là mày rất thông minh. Ừ. Mày vô trong đó, mày lấy những cái gì mà cần thiết cho ba đứa mình. Mày ra đây đi, tụi mình làm giàu, phát tài, thấy chưa? Hay quá. Lẹ lên nha. Cái lời ăn cái giống ôm gì mà khôn vậy? Cái gì? Trong vô lấy thì bắt tao lấy. Mày rành gì cái địa thế đó? Địa thế, tao biết tao canh cho. Tôi không biết sao mà đó. Vậy mà kêu ăn kiếp khét tiếng cũng kêu người ta. Chờ nó đi. Ừ. Vô làm lẹ đi về cho rồi. Ê. Gì? Nhà này cũng giàu thiệt mày. Ừ. Một salon này chưa bao giờ tao được ngồi nữa nha. Thì ngồi thử coi. Trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê, mày bị chó cắn hay sao vậy? Không phải. Tao đang leo cầu thang tự nhiên thấy cái đèn toilet bật lên. Quán hồn mình. Tao tuột cầu thang xuống trời đất quân rồi. Thấy ghê không nè? Ơi, cái gì mày vậy? Nói ghê lắm. Úi trời ơi, khi ghê quá. Tao mày... nhìn mà tao còn sợ mà. Điên quá đi. Cái vụ rách quân là cái chuyện nhỏ thôi. Bây giờ cái quan trọng là mày phải đi vô mà lấy cái gì. Mình làm giàu được rồi, cái lúc mày muốn mua mười mấy cái quần, hai chục quần cũng được mà. Đừng mày ngu quá đi. Đi ăn trộm á, trước tiên là đã lạnh người rồi. Chỗ nào nó ấm được cho nó ấm. Lạnh nó trơn vậy hả? Mày điên thì bây giờ nói chung ta sẽ đền bù cho mày sao? Bây giờ mày vô trong mà lấy cái gì cần thiết cho tụi mình. Rồi rồi nha. Lại lẹ đi. Lấy đồ cần thiết. Ủa sao đường đó vậy? Đi đường này đi, đường này. Đúng rồi, đi nó xa lắm. Đi này xa lắm. Thằng này nó thông minh đó. Ngủ nước mày. Nguy hiểm không? Nguy hiểm quá. Không biết nó làm được cái gì không nữa. Ui. Thấy vụ tát cái quần này thấy nguy hiểm rồi đó. Mày nhắm coi thằng này đã làm được cái gì không vậy? Ê, thấy chưa? Rồi. Khoan này. Ê,
thoải mái quá. Ê, sao lấy được cái gì đâu? Rồi, tao lấy đồ cần thiết cho tao rồi. Mày lấy cái gì? Cái gì? Nè, nè, nè. Mày lấy ấm lại. Mày lấy cái quần làm cái gì? Mày biểu lấy đồ cần thiết cho tao. Ê, nè, mày cũng khó mà. Ý kiến ý còi gì? Nè, đó, mỗi đứa một cái, đó. Mày muốn rồi, mày đi bơi đi nha. Mày đi bơi đi cho nó mở, bớt mở trong máu đi. Tao thấy cái này cần thiết lắm á. Mày khùng hả mày? Mày lấy quần chút xíu rồi tao bơi sao được? Còn mày lấy tao bự chà bả, nó lỏng lẻo lét sao được hả? Mày giỡn mày ra mày. Ai chà. Mày lại đi. Mày. Ai chà. Mày làm bộ. Mày những gì? Những gì? Mày giỡn trò gì hả? Xí xí xí. Xí xí. Bây giờ nó nói mày nghe nè. Người ta mà kỵ bùa kỵ ngải là người ta kẹp tỏi, sao mày kẹp hành chứ vậy? Cái gì vậy? Muốn xỉu luôn. Trời ơi, người ta biết có cái bệnh như vậy là ông nội ăn cướp gì, nó cũng phải mặt mũi xíu chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Mày đóng khoèn, mày làm cái gì chứ mà làm mực mặt hết mày. Mày tào lao, tao nói là mày tin hả? Tao nói thiệt mà. Mày kiểm tra coi. Chứ khi tao tắm rồi mà. Đó, thấy chưa? Cái mùi của nó mà nó còn lạc lìa lạc lõi, không hổ tao. Tội nghiệp tao chứ. Tao biết rồi, nhưng mà tao nói mày nghe, nhất định đó, mày thấy cho nó. Mày né đi nha. Sao vậy? Cái gì? Cái miệng mày kỳ quá. Mày đó. Chết rồi. Không thể nào được rồi. Kêu súc miệng mày, đi. Quên. Có kèm nặng nhà đâu mà súc. Vậy nè, tao nói mày nghe, thấy không? Tao nói mày vô trong đó mà lấy cái gì cần thiết cho mình, hiểu chưa? Cần thiết cho ba đứa mình nhé chứ. Mày biết nghe tao nói không? Cần thiết. Biết rồi. Thấy chưa? Được hả? Thằng này nó điên rồi. Cái gì? Tội tao cái quần nó đi. Đó. Chi? Cái đó rộng, cái này chặt quá. Cái này vừa sai mày đó. Mày, vậy cũng đòi lấy đó. Quá. Thằng này sao tao làm, tao thấy lo quá, không biết tao làm được cái gì không? Kêu lấy cái đồ cần thiết vô, lấy ba cái tàu lao. Tao kêu thủ tiêu nó đi, mày không chịu. Mày khôn quá, mày giết tao ngay tức thời. Ê mày, nó thông minh rồi đó. Chắc có lẽ nó đang cưa kết sắt. Thằng này coi dê cũng được việc. Kim Cương. Cuối cùng mày cũng là năm bộ quan. Tao biết những cái gì tụi bay cần. Đúng. Rất là quý. Lấy ra. Quý để trong hộp nhỏ nó. Đúng vậy. Wow. Quý à. Đây coi, mã số này số mấy đây? Mã số ông nội mày phèn chua, cần gì mã số? Mày lấy phèn chua làm cái gì? Cho mày sức nát. Mày rảnh quá vậy? Mày điên rồi. Vậy, hồi nãy... Mày lấy cái đồ tụi bay cần. Mày cưa sọc đó, mày cưa cái gì đó? Cưa con khỉ khô gì? Cái này nè, nó bị nhọn quá, tao sợ nó cà rồi, nó tét cái nách, nó tao mài chứ. Cưa gì? Mày giỡn mày cái tao đó hả? Hả mày? Mày ai chà? Tao cho mày chết. Cho mày chết cái vũ khí hoặc của mày đi. Ai, có chừng nó chết thiệt mày. Có án mạng đây. Ta lại mày. Từ xưa tới giờ chưa có ai giết người bằng mồ hôi như mày. Mày thương tao giùm đi, tao sắp chết thiệt rồi. Mày muốn á, thì mày phải làm cái gì tao nói. Nói là làm lại mày, cũng là lỗi tại mày. Tao nói rồi. Của mày. Đó, hai đứa mày sử dụng đi. Tao nói rồi, mày vô trong đó, mày phải kiếm cái gì cần thiết cho tụi mình, hiểu chưa? Mày làm như vậy là đâu có gì cần thiết. Nè, tụi tao mệt rồi nha. Mệt lắm rồi. Mà mày tưởng tao khỏe hả? Tao còn mệt hơn mày. Tao còn phải suy nghĩ. Tao ngồi tao mài cục vàng chua cho mày. Là mày biết tao thương mày rồi chứ. Trời ảnh ơi. Hưởng tới xã hội nữa chứ. Ai chẳng biết là như vậy mà. Thôi được rồi, bây giờ mày muốn cái gì cần thiết cho ba đứa mình. Nói chung là tụi mình mệt hết rồi đúng không? Tao nói là mệt hết rồi. Biết rồi. Lấy cái gì cần thiết nghe chưa? Tao biết rồi. Trời ơi má ơi. Hồi xưa giờ bán bánh cuốn sắc hành biết nhiêu. Không ghê bằng cái mùi thằng này. Tao làm mày cái gì vậy? Mày làm mất mặt quá, tao nói thiệt. Mày coi lại mày đi, hiểu chưa? Cái gì vậy? Mày tào lao hả mày? Trời ơi. Hey, tao chịu nổi luôn. Ôi. Ê, mày lấy được rồi. Kéo dây. 1, 2, 3, yeah. Cái gì vậy?
cái gì? Kéo ra. Tao chưa cột mà kéo gì? Chết mẹ. Trời đất ơi. Gì mà ăn cái gì mà ngu dữ vậy? Quyên ta kéo cái gì nữa? Không biết. Hy vọng là cái xác thiệt đi. Chờ nó kêu rồi hãy kéo nhau. Ừ. Kéo rồi ta la ôm sòm mệt. Chờ chút đi. Rồi rồi rồi. Được chưa? Thấy chưa? Tao đang cột. Ôi sao lâu quá vậy? Rồi kéo đi. Cá cháp, cá cháp. Cá cháp, cá cháp. Ê, mở ra đâu. Mở ra. Mày cột, mày mở ra đi. Tao đảm bảo cái này là tụi bay sẽ thích. Cái này là ba đứa mình cần. Tại tụi mình mệt quá rồi. À, để tao vô tao lấy cái gối. Mệt quá, cần ngủ mà. Thằng này nó điên thiệt ơi. Nè, hai đứa bay nằm đi. Hai bên này nào, nằm đây đi, tao nằm trên này. Mày giỡn mặt với tao hả? Mày giỡn mặt với tao hả? Tao không chết được đâu. Ở riết bên dòng kinh hôi cũng có lúc sẽ ghiền mùi của nó. Tao quen rồi. Bảo hòa rồi. Không diệt được tao đâu. Chứ mày khùng hả? Sao mày lấy cái gối như vậy? Hả? Lấy hai tụi bay nằm. Tại tụi bay nói cần ngủ mà. Mà mày tưởng nó lấy sướng lắm hả? Sao? Phải bồng hai vợ chìm hai vợ chồng bà Kim xuống mà lấy được cái chiếu đó. Trời cái ơi. Gì? Người ta ngủ mày bồng xuống. Đúng rồi. Rồi tao biết sao? Biết sao được mà biết. Ngủ say lắm. Ê, mà hên là tao dở cái gối lên tao mới thấy cái này. Cái này không biết cái gì, mày nghiên cứu đi. Thường thường mà giấu ở dưới gối là phải là vật quan trọng. Đúng rồi. Chỉ có nhúc nhấn một thôi. Ê, có chữ nữa nè. Chữ gì? Anh làm. Cái gì? Anh làm. Tào lao. Làm được cái chữ anh làm. Đấy nè, nó ghi nè. Chắc mỗi lần bà cần cái gì bà nhấn này là chồng bà làm cái gì đó. Tao biết rồi. Cái này tao gặp rồi. Hả? Trong điện thoại tao để hoài. Đó là alarm. Tức là báo động đó. Báo thức, báo động. À. Ừ, báo động bấm cho. Ê! Cái gì? Mày đừng có bấm tao bậy mãi cho mày. Mày làm tao điên. Dù sao tao cũng là ăn cướp chuyên nghiệp mà. Ừ. Mày yên tâm đi. Đây nè. Nếu tao bấm mà tao bấm như vậy là bấm tao bậy nè. Ừ. Bấm như vậy là bấm tao bà nè. Đúng rồi, đúng rồi. Tao là bấm ngay chính xác nó luôn. Thấy chưa? Là người điên trong vườn hoa tình ái, anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Chà, riết cái bệnh viện này không biết ai điên ai tỉnh nữa trời. Riết rồi. Ê, gì? Ê. Trời đất ơi, sao giờ này chưa vô chổng uống thuốc chích thuốc đi, còn ngồi đây vu vơ gì vậy? Hát. Rồi. Hiểu hát luôn. Cho nó vui. Rồi. Chứ ông hát là tôi thấy tôi không vui đó. Thôi đi vô đi. Vô làm chi? Anh Bảy vô trong chích thuốc rồi tới giờ cơm chích nước. Đau lắm, chích đau lắm, vô đâu, vô đâu, chích đau. Bây giờ đi vô đây. Đâu, đâu vô. Bây giờ tụi nó có vô không? Á, cái này lồi có hổng đâu, ai vỗ tay đâu vô. Cái gì? Á, trời đâu, ai vỗ tay đâu vô. Trời ơi. Nói điên điên với khôn thấy bà. Vỗ tay mà cũng gài nữa. Điên với khôn chứ. Giúp tôi đưa anh vô cái. Trả tiền đi. Hả? Trả tiền. Trả tiền hả? Vô trọng lấy đi. Vô trọng lấy. Tiền đi mà. Vô trọng lấy. Có tiền đi. Vô trọng lấy. Có tiền đi. Trời đất ơi. Tiền đi. Tiền đi. Cái bệnh viện riết rồi điên tiền không. Đi mà. Tiền đi mà. Suốt ngày đó từ cái lúc mà chia tay nhỏ bò là điên tới giờ là cứ bởi ta điên nên người điên, bởi ta điên nên ăn chú chiên miết hả? Khổ ghê không? Đó cứ vậy rồi cuộc sống bây giờ nhiều vấn đề làm con người điên loạn hết trơn. Riết rồi không biết ai điên hay tỉnh. Nhiều khi tôi đứng đây tôi nói cũng biết tôi điên hay tôi tỉnh nữa. Ê, nhìn tôi vậy chứ tôi không biết tôi tỉnh hay tôi điên. Em đứng lại. Đứng lại đó. Rồi nữa, bắt đầu. Một cuộc tình tan vỡ. Trời ơi. Sao đứng lại. Ngày nào cũng vậy vậy. Đứng lại nghe không, Lan. Có chuyện gì vậy anh Điệp? À, Lan và Điệp phiên bản 2014. Cha, nay Điệp hớt tóc, ập gáo dừa lên cắt ngang hay sao nhìn tóc đẹp ha. Trời ơi, Lan này làm tóc quá vậy.
À quên, bữa nay rằm chắc đi event trong chùa nhiều nè. Tại sao vậy? Em nói đi, tại sao em lại làm như vậy? Tại vì anh đối xử với tôi như vậy cho nên tôi mới phải làm như vậy. Trời ơi. Thì tại vì em làm như vậy tôi mới đối xử với em như vậy. Nếu anh không làm như vậy thì tại sao tôi mới đối xử với anh như vậy? Thì tại vì em làm như vậy anh mới đối xử với em như vậy. Nếu anh không làm như vậy thì tại sao tôi mới đối xử với anh như vậy? Hai má làm gì vậy? Đừng có nói chuyện sằng bậy. Coi chừng bị ăn gậy. Được, nếu là nói như vậy thì đừng trách tại sao tôi làm bậy. Trời ơi, đúng là điên thiệt, tát bên đây nhỏ này té vô đây. Ghê thiệt chứ đỉnh luôn. Anh ngon lắm. Anh dám tán tôi một cái à? Rồi sao? Được. Anh đừng trách gì sao, tôi sẽ tán lại anh hai cái. Cái gì? Trời ơi má ơi. Bẹt bẹt này bay lên trời. Đúng là thiệt đỉnh của đỉnh. Cô dám tán tôi hai cái à? Gì thì đừng trách. Tại sao? Tại sao tôi... Anh... Bởi... Anh làm hư cái gì? Người ta, hư tóc người ta. Anh làm cái gì? Trời ơi. Hư... Anh làm cái gì mà tôi ngợp thở quá? Tôi bóp cổ cô đó. Ờ, hèn chi ngợp quá. Trời ơi. Không ngợp bóp chi. Trời ơi trời. Nhẹ nhẹ thôi. Hư đầu tóc Lý Nhã Kỳ đi dự Paris Weekend gì đó kìa. Anh dám bóp cổ tôi à? Được. Anh đừng trách tại sao tôi sẽ bóp. Trời ơi. Trời ơi, tôi đâu có đi nhà trẻ đâu, nhấn đầu tôi vô chổng chữ gì bà. Dám làm hư tóc tôi hả? Rồi, vô cải lương như mọi ngày, vô cải lương. Cải lương gì? Đang cải lộn không thấy hả? Thấy không thấy, không thấy, ta đang cải lộn hả? Trời, tôi bực lắm anh ơi, tôi nói nghe nè. À, rồi, ta bắt đầu tới hiệp 2 sao? Tôi kể nghe chuyện khổ lắm. Rồi, kể để tôi biết rồi. Tôi với nó là bồ với nhau. Rồi. Đó, tôi dắt đi uống sinh tố, một ly sinh tố, có 10.000 thôi. Thì đúng mà nỡ hôm nào nó 12.000 nó ăn lời tôi 2.000 là sao? Trời ơi, ăn sinh tố mà cũng cắn nữa. Cái gì? Kể lễ hả? Anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Nó là bạn trai của tôi đó. Vậy mà chỉ có 2.000 thôi. Nó tiếc rẻ với tôi. Tao nói cho mày biết nha. Cái ly sinh tố đó đó, chỉ có 7.000 thôi. Trời ơi. Trời ơi. Cắn sâu quá. Lan, em đứng lại. Đứng lại Lan. Biên cương lá gây thù hại em ơi. Trời ơi, tôi mệt hai con búp bê bị hư này ghê luôn á. Sao suốt nào cũng vậy, không bao giờ mà yên ổn được hết trơn. Không có ai mà canh chừng để bệnh nhân chạy lung tung hết trơn. Rối não. Khổ ghê thiệt. Sống sao cho vừa lòng người đây. Tôi khổ quá mà anh. Anh ơi, tôi khổ quá mà anh, làm ơn nghe lời tôi đi. Anh cứ cho tôi vô đi anh mà. Anh ơi, tôi khổ quá, làm ơn nghe lời tôi một chút xíu đi. Anh cho tôi vô đi, chút anh... thôi là tôi đi ra liền. Anh đứng lại đó. Tôi khổ quá mà anh. Bây giờ chưa tới giờ thăm bệnh nhân mà anh vô vậy là chết tôi sao? Cái gì cũng phải có nguyên tắc của nó, bệnh viện tâm thần. Anh thông cảm, tôi không có thời gian nhiều mà. Anh đứng lại đó. Tôi khổ quá mà anh làm như vậy. Tôi nói thiệt với anh á, tại vì á, anh biết sao không? Tôi chỉ cần vô một thời gian chút xíu thôi là anh đứng lại đó. Tôi khổ quá mà anh làm vậy á, cấp trên nhìn xuống rồi chửi tôi sao? Rồi hả, cấp trên chửi tôi, đuổi việc tôi. Tôi còn gia đình tôi nữa, cuộc sống gia đình tôi nữa, rồi ba má tôi nữa, vợ con tôi nữa. Cuộc sống tôi sao? Ba má, vợ con tôi, còn bà hàng xóm nữa chứ. Móc mấy gì tới bà hàng xóm? À, bà cho tôi mượn tiền. Tôi khổ quá mà anh làm ơn nghe lời tôi đi. Tới giờ cho vô thăm bệnh cho. Thôi tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Anh đứng lại đó. Tôi đang đi ra mà. À, xin lỗi, tôi thuận tay phải. Xin mời anh. Cái này là đúng là bệnh viện thần kinh thiệt rồi. Khổ quá mà. Suốt ngày giải quyết ba chuyện này chắc điên lên mất. Cái gì ông trầm quá vậy? Ô, bác sĩ. Bác sĩ à? Anh đứng lại đó. Đi qua bên kia. Trong cái bệnh viện này chúng ta không nên sát lại gần nhau đâu. Ra đây phải giải quyết. Phải giữ khoảng cách để an toàn. Nhiều tâm sự lắm bác sĩ ơi. Bác sĩ, ai đó bác sĩ. Đó lại đứng ở lộn, đứng lại đó. Ông đứng lại được, em phải kể bác sĩ nghe. Vừa... kể đi. Bác sĩ nghe nè, một chuyện kinh thiên động địa vừa xảy ra đây. Kinh thiên động địa, chuyện gì vậy? Câu chuyện là gì? Nói. Sáng nay. Sáng nay. Khi bình minh vừa ló dạng. Rồi. Những chú chim đang bơi bì bõm trong hồ nước. Rồi. Những chú cá đang bay líu lo trên bầu trời. Anh dừng lại đó. Khúc này nó cấn cấn gì đây nè? Cấn gì hả? Ngoài trừ chim cánh cụt thì tất cả bay trên trời hết á. Hiểu không? Có cấn cái gì hả?
Chỉ có cá chép quá rồng mới tung tăng ở trển, còn cá là dưới nước hết. Không mà tại tại em rối quá bác sĩ à. Em rối quá, nói... Anh tiếp đi. Nói bác sĩ nghe nè. Sao? Em mới vừa giải quyết xong một người vô thăm bệnh nhân. Chưa tới giờ mà cứ đòi nặng nặc vô hoài. Em phải cản lại, đúng. Khuyên ngủ. Cuối cùng mới đuổi ra được. Em đâu để nào giải quyết, cứ phải nguyên tắc chứ bác sĩ. Cậu làm đúng. Đúng rồi, nếu mà... Giờ nào việc nấy, hiểu không? Dạ, em mà làm gì sai á. Em mà làm gì sai rồi bác sĩ nhìn em sao? Rồi cấp trên nhìn xuống em sao? Rồi đuổi việc em. Rồi cuộc sống gia đình em sao? Rồi ba má em nữa. Rồi vợ con em nữa. Rồi còn... Bà hàng xóm, bà cho mượn tiền. Không phải. Trời ơi, em nói lắm. Vợ con em mới nè. Rồi còn ba mẹ em nữa nè. Rồi còn vợ của một bạn nữa chứ. Hả, cái gì? À? Vợ bạn gì? Tại vợ bạn cho con em bú. Hả? Không phải, nó cho sữa con em bú. Em khổ quá mà bác sĩ. Sao cái mối quan hệ của relationship gia đình cậu phức tạp quá? Khổ quá. Bây giờ có bác sĩ đây nè. Em tâm sự bác sĩ luôn. Tâm sự đi. Tôi nói trước, ngày hôm nay là lần cuối cùng. Tôi tâm sự tôi mệt quá. Nha, ngày nào cũng 30-40 người tâm sự tôi bị rối não rồi. Trời, em cũng rối quá, em khổ quá mà. Rồi, rối với nhau lần cuối đi, rối với nhau lần cuối. Em làm trong bệnh viện này nè. Đó, em thấy bệnh viện này á, nhìn ai cũng không bình thường á. Cậu nói vậy là sai rồi. Trong một cái viện không bệnh viện không bình thường thì không ai bình thường hết. Bởi vì trong một cái viện không bình thường thì tất cả những người khác đều phải không bình thường. Bởi vì đây có một người bình thường thì chắc chắn người đó sẽ không bình thường. Cậu hiểu chưa? Thường cậu hại tôi, nay tôi hại lại. Bác sĩ, mà em thấy trong bệnh viện này không ai bình thường hết. Tôi đã nói với cậu rồi, đây là bệnh viện không bình thường thì tất cả những người ở trong đây mới không bình thường. Nếu bệnh viện không bình thường, có một người bình thường thì người đó chắc chắn cũng sẽ không bình thường. Cậu hiểu chưa? Bác sĩ, mà bệnh viện này không ai bình thường hết. Nó... Túm lại là bệnh viện tâm thần. Dạ sao? Kết luận luôn đi. Là bệnh viện tâm thần, không ai bình thường. Tiểu sĩ nói từ đầu bệnh viện tâm thần đi, nói bình thường thì em rối quá. Thì cậu làm cho cậu rối thôi, có gì đâu mà rối. Tại trong đây không ai bình thường hết. Giải quyết đủ thứ chuyện, đủ thứ bệnh nhân. Tôi đã chỉ bao nhiêu lần rồi, cứ công việc mà mình làm. Ngay cả tôi. Tôi làm riết rồi, giờ tôi không biết tôi có bình thường hay không nữa. Nhưng mà tôi vẫn giữ lập trường trong đầu là tôi rất bình thường. Khi người khác nhìn vô thấy tôi bình thường thì họ sẽ bình thường. Họ nhìn vô thấy tôi không bình thường, họ cũng sẽ không bình thường. Hiểu chưa? Thôi đừng nghĩ sao mất công nhủn não. Rồi, có gì nói đi, lẹ cũng đi làm việc nữa. Rồi tôi hoang mang không biết phải nói chuyện với bác sĩ thiệt không. Không, hoang mang thì nói chuyện với Hồ Quỳnh Hương nha. Không phải, em tâm sự bác sĩ này em giải quyết nhiều lắm. Trong bệnh viện này nè, có mấy thằng bệnh nhân mệt lắm. Rồi. Có một thằng bệnh nhân suốt ngày cứ chui chùm chùm dầm giường, chui bóng tối đứng hoài. Tại sao? Họ nói tại sao vậy? Nó nói là bóng đèn, vô đó người ta mới thấy được nó. Sẽ khổ không? Nó giải quyết cứ lôi ra chạy vô đó. Bị bệnh mà. Rồi có một đứa em thấy đỡ, nó nói là người. Nó nói là người, mà nó cứ đòi ra biển nó sống hoài. Sao vậy? Nó nói là người cá. Đúng rồi, người cá ta về biển chứ. Còn thằng suốt ngày đồ leo lên cây hoài, đồ leo lên cây hoài. Em lối xuống đầu leo lên cây hoài. Sao kỳ vậy? Nó nói là chiếc lá không thể nào xa liệt cành. Người ta có lý do mà sao? Em khổ cái quá. Cái đó là những cái tầm bình thường, những cái trường hợp bình thường, những cái trường hợp mà không bình thường. Căng ở sát bên nhà tôi luôn. Có sao? Một thằng bình thường là ăn cơm, chỉ có cuối tuần là ăn phở, đặc biệt không bao giờ ăn hủ tiếu. Bình thường là ăn cơm nha, chỉ có cuối tuần là ăn phở, đặc biệt không bao giờ ăn hủ tiếu. Trong cuộc đời nó ăn cơm, cuối tuần nó đi ăn phở, đặc biệt không bao giờ ăn hủ tiếu. Nó sẽ ve lại giùm miếng. Bình thường ăn cơm, cuối tuần đi ăn phở, đặc biệt không bao giờ ăn hủ tiếu. Là sao? Tại nó không thích hủ tiếu. Vậy thôi. À đù. Đơn giản vậy thôi, đâu gì đâu mà phải hại não nhau. Không, tôi đúng thiệt là không bình thường thiệt. Nhưng mà này nè, đâu em kể bác sĩ nghe nè. Sao? Có nhiều người không bình thường nữa. Ừ. Mà không có một thằng bệnh nhân à. Ừ. Mà thằng bệnh nhân số ngày nó cầm tờ giấy. Nó muốn viết cái gì đó. Rồi. Em đưa cái viết cho nó. Ừ. Nó cầm, nó không viết, nó quăng. Tại sao? Rồi đưa lại, nó cầm, nó quăng. Tại sao? Nó nói tại sao kỳ lạ vậy? Nó trả lời em một câu xanh rờn luôn bác sĩ. Nói gì? Nó nói viết hết mực mày đưa tao làm gì? Thì viết hết mực người ta không viết đúng rồi. Nó bị khùng không? Em đưa viết kỳ mà kêu hết nhật gì? Không nên hại nhau nữa. Đúng không? Thôi đừng mực rồi. Đưa viết kỳ mà. Tôi nói với cậu là trong bệnh viện này có những người không bình thường. Và những người đó không bình thường thì không ai nhận ra họ là bình thường hết. Cậu hiểu không? Tôi hỏi cậu là đơn giản một điều thôi. Con gà đẻ ra cái gì? Con gà đẻ ra cái tấn. Cái tấn nở ra cái gì? Cái tấn nở ra con gà. Vậy con gà có trước hay cái tấn có trước?
Suy nghĩ đi, mai trả lời. Con gà có trước. Con gà có trước. Lấy cái gì trứng đâu mà nở ra con gà. Vậy là cái trứng có trước. Cái trứng có trước là ông đẻ ra cái trứng chứ hả? Mai trả lời tôi. Khoan đã, đây nè. Con vịt có trước hay có trứng có trước? Con vịt. Con vịt có trước thì ai đẻ ra cái trứng? Không có cái trứng làm sao nở ra con vịt? Con vịt đẻ ra cái gì? Cái trứng. Cái trứng nở ra gì? Trứng nở ra con vịt. Đó. Con chó đẻ ra gì? Cái trứng. Bậy, con chó đẻ con chó con. Hài não quá. À đù. Đúng chó đẻ luôn á nè. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Cuộc sống này là nó là như vậy. Nó rất phức tạp. Thôi, đi vô làm việc đi. Cái gì bác sĩ vừa nói cái gì? Đi vô làm việc đi. Bác sĩ vừa nói gì vậy? Tôi nói cậu đi vô làm việc đi, đừng có rối nữa nha. Bác sĩ tâm sự em cả đời rồi, xong bây giờ bác sĩ đuổi thẳng em vậy hả? Không phải là đuổi thẳng mà bây giờ nào việc nấy, cậu vô làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi. Bác sĩ đuổi em hả? Tôi không có đuổi cậu, đi vô làm việc đi. Sao tôi làm bảo vệ dân bệnh viện này mà không ai bảo vệ tôi hết vậy nè trời. Trời ơi, sao tôi rối nùi quá. Bệnh viện này quá. Cứu tôi với. Anh đứng lại đó. Nữa rồi đó. Tôi khổ quá mà. Bây giờ anh tưởng tượng anh là cái gì nữa đây? Trời ơi, cái bông trên đầu đâu. Trời, chắc chậu bông hay gì nữa ha. Không phải. Gặp tôi. Đó, cái ông này là cái ông mà ăn phở không bao giờ ăn hủ tiếu. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Tại vì tôi không thích hủ tiếu. Thôi vô đi, vô trong đi, để tôi lo. Cậu đi vô trong đi. Bạn là bác sĩ hả? Gặp tôi. Em kết nghĩa. Thôi, cậu đi vô đi. Bác sĩ thực tập. Trời, nãy giờ tôi không biết phải nói chuyện với bác sĩ không nữa. Không biết tôi có nói chuyện với bảo vệ không nữa. Tôi làm bảo vệ đây, không ai bảo vệ tôi hết vậy nè. Tôi khổ quá mà. Ui, đi ra, bác sĩ. Cái gì nữa vậy? Khổ nữa nè. Chị. Thằng bệnh nhân này mới khổ nè. Cái gì nữa? Thằng này nó nói là cái lúc nào cũng nói là xe hút hàm cầu. Đó, bởi vậy suốt ngày cứ cắm đầu vòng cầu hoài à. Giờ phải vô vớt nó ra nè. Tôi khổ quá mà. Đi ra đi giùm rồi ơi. Cậu ở đây. Hồi đó ông khổ sao cứ hỏi có câu ông khổ quá mà. Sao cậu không lấy cái mặt đồ? Tại anh không à. Anh kêu em tới đợi ngay cái phòng của anh để anh lấy đồ. Chắc em kẹt công việc rồi đó. Em đứng em đợi cả nửa tiếng đồng hồ luôn. Rồi xong rồi cái nguyên đám nó bu lại. Nó kết em. Nó múa, nó nhảy xung quanh em rồi. Xong nó đè em, nó lột quần lột áo. Mà đội biết nguyên lan. Cái nùi trên đầu đó phải không? Biết lan nào luôn. Nhỏ mà hai cái mặt đỏ nè. À, đúng không? Bây giờ tôi bỏ giấy xuống mang vô đàng hoàng mình đi. Lát vô trong lấy đồ mặc nghe chưa? Dạ. Để đây người ta hiểu lầm là bệnh nhân nữa mất công. Đây nè. Đây là những tài liệu. Đây tài liệu. Để tham khảo. Tham khảo thêm. Còn đây là thuốc an thần. Cậu dạ. Biết cách sử dụng rồi đúng không? Dạ. Khi học đã biết rồi. Đây cứ tham khảo đi nha. Nói chung dạ. Là quan trọng là tâm lý người ta không ổn định. Dạ. Mình phải là người dìu dắt. Hiểu không? Dạ. Cậu cứ hiểu trong đầu một điều. Cứ cho họ làm một việc. Họ cứ suy nghĩ một việc hoài thì không có thời gian để mà kích động. Cái chứng. Có trước hay con gà có trước? Đương nhiên là con gà có trước. Con gà có trước rồi lấy cái trứng đâu mà nở ra con gà. Yếu lắm nha. Vậy là cái trứng có trước. Cái trứng có trước là cậu đẻ ra cái trứng hả? Yếu lắm nha. Con vịt có trước hay là cái trứng vịt có trước? Yếu lắm nha. Gà biết con chó rồi. Có trước hay con chó còn có trước? Định nói đẻ cái trứng ra xong rồi là con chó coi mẹ đẻ chắc con cái gì đó. Nói chung bác sĩ ơi, đừng có thử người khác chứ. Đối với em đừng có thử. Em là bác sĩ là nghiên cứu cái này kỹ lắm rồi. Rồi. Dạ. Đó. Riết rồi, bệnh viện này không biết ai thường. Ai không bình thường. Khổ quá. Không biết sao sống cho vừa lòng người đây. Rối não quá. Bác sĩ không chịu làm bệnh nhân cho mình thực tập. Và bây giờ ở đây không có ai hết sao. Mình thực tập đấy. Thì coi như tưởng tượng ai ngồi đại cái dưới gốc ghế đây rồi mình nói chuyện đại đi. Chào chị. Chị khỏe không chị?
À, ủa sao không vô trong nghỉ ngơi đi mà trưa nắng ngồi qua đây vậy? Hả? Ngồi hóng gió hả? À, xin lỗi, chị nhiêu tuổi? 30. Chị làm nghề gì? Hả? Bán quán. Ủa mà sao chị vô đây vậy? Hả? Thất tình. Sao? À, quen một thằng mai giáo rồi nó bỏ chị thất tình. Dạ hiểu. À sao? À cái gì? Tôi hát cho chị nghe hả? Không sao. Bữa nay ở đây không có ai hết. Tôi cũng hát cho chị nghe. Mà tôi thích hát lắm đó nha. Bây giờ hát về câu chuyện của chị được không? Dạ, tôi bắt đầu hát nha. Thuở ấy xa xưa có một bà bán quán. Tuổi mới 30 mà bà đã biết nhai trầu. Cuộc đời trầu cây ôi thì lắm trái ngang. Có bao trai làng theo bà đi theo xin bà miếng trầu. Bà chửi vô đầu. Bà đã trót yêu một thằng má giáo. Tuổi mới 40 mà nó đã có ba bà. Người đời cứ chê cho tình đó như là gió với trăng. Sau bao nhiêu lần thất có tình, sau bao nhiêu lần thất có tình, bà bỏ vô rừng. Từ đó không ai còn gặp bà đâu nữa. Chỉ có con heo rừng nhiều khi thấy bà nhảy lò cò. Rồi một ngày kia không ai nhìn thấy bà dưới gốc cây. Thở săn vô rừng săn mồi rắc cắt tùng cắt tùng. Bà chết oai hùng. Tội nghiệp quá. Đây cũng nặng dữ lắm rồi. Trưa mà ngồi nói chuyện hát với cái ghế. Thôi đi chứ để nó cắn chết. Đứng lại, đi đâu? Chết cha, nó đã phát hiện ra con mồi rồi. Chào bạn. 1, 2, 3, 4. Phải trên cơ nữa. Thằng này chắc khoái đánh tiếng lên lắm. mời bạn ngồi. Thôi mình không ngồi đâu, cảm ơn bạn ha, mình đi về. Ngồi. Không, mình không ngồi. Đi về không có được đâu. Phải ở đây chứ không đi gì à? Không, bạn ở đây, còn mình gì à? Không, phải ở đây. Thế giới này không thuộc về mình. Xin lỗi bạn. Đứng lại. Bạn làm cái gì vậy? Biết ta là ai không? Bạn là ai? Ta là sư tử đây. Bạn là gì đó? Mình là con thỏ trắng. Sư tử đâu có ăn thịt thỏ đúng không nè? Đúng. Vậy sư tử ăn gì? Sư tử thì thích ăn củ cà rốt. Nhưng rất tiếc ở đây không có cà rốt đâu. Cà rốt nằm trong bụng con thỏ. Bà mẹ mày khôn quá vậy. Công nhận bệnh nhân này sợ sư tử thiệt. Được rồi, bắt đầu. Mời bạn ngồi. Bạn đừng có đi đâu hết nha. Nếu mà bạn đi chạy đi người ta chích thuốc bạn đó. Ngồi đi. Bạn bình tĩnh, mình ngồi. Mình rất là bình tĩnh. Cảm ơn bạn, mời bạn ngồi. Bạn ngồi đi nha. Đu theo luôn đi. Chết cha. Nhiều khi nó thấy này nó hiểu lầm mình chết. Trong cái tình huống mà được chứ sao không được. Người đi với người điên nói chuyện mà. Bạn ngồi đi. Chào bạn. Chào bạn. Bạn tên gì? Mình tên là Kim Tan. Trời ơi, Kim Tan người ta cái mặt láng lẫy. Kim Tan này cái mặt như cái rổ thảo vậy mà Kim Tan. Mình tên là Kim Tan. Còn bạn tên gì? Mình tên là Kim Tim. Mày Kim mà. Mày Kim hả? Tao cho mày Kim luôn nè. Bệnh nhân này ấn tượng quá. Thích tim nữa. Kim tim. Bạn bắt tay cái xã giao. Mình không thích bắt tay. Bắt chân được không? Khỏi bắt chân, vậy bắt chân đi. Dễ thương quá. Đừng có đụng mình. Có gì đâu, mình làm quen nhau nha. Coi như là bạn thân ở trong này đi ha. Mà sao bạn vô đây? Mình á hả?
đam mê từ nhỏ. Mới đẻ ra là muốn vô đây rồi. Nhiều khi muốn thắp nhang lại bằng thờ cầu mong mà được vô đây hoài hoài ha. Trời ơi, thằng này nó bị cái nghiệp mà. Còn sao bạn vô đây? Mình thích. Mình rất thích ở khung cảnh ở trong này, nó thật là lãng mạn. Lãng mạn. Hơi buổi xã giao ban đầu, bạn ơi, mình thích nghe kể chuyện lắm. Bạn có thể kể cho mình nghe một câu chuyện tình lãng mạn của được không? Thôi bây giờ hết giờ rồi, mình đi về nha. Ê, về sao được mà về. Kể đi xong cho về nha. Kể xong cho về nha. Kể cho chuyện tình lãng mạn nha. Mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện thật là lãng mạn. Vào một buổi chiều, lúc ấy cũng đã 2 giờ, tôi đón xe ra đến bến xe. Rồi từ bến xe, tôi lại bắt chuyến xe đi Đà Lạt. Xe đi đến nơi thì trăng cũng đã lên cao. Gần đến Đà Lạt, khí hậu thật là lạnh lẽo. Rồi xa xa, trên chuyến xe, tôi nhìn dưới ánh trăng thượng tuần. Đầu đấy cứ thấp thoáng những bóng trắng trắng vụt qua vụt qua. Tôi nhìn kỹ thì ra đấy là những nấm mồ vừa mới đắp. Xe cứ tiếp tục lăn bánh và đi vào con đường đất. Khoảng độ 3 km thì lơ xe bảo là anh đã hết tiền. Thế là tôi xuống xe. Từ nơi tôi xuống xe đi vào đến nhà của người yêu tôi chừng 2 km trên con đường đất đỏ. Lâu lâu trong đêm tối tĩnh mịch lại nghe những bài ca, những giọng hát thật là lãng mạn. Người ta đang hát mà ma tào lao. Ngồi im đi, đang lãng mạn mà ma gì. Rồi tôi từ từ bước vào con đường đất. Chỉ khoảng độ tầm gần 1 tiếng, tôi đã thấy xuất hiện ngôi nhà. Một ngôi nhà không có ánh đèn. Trong bóng đêm, dưới ánh trăng, tôi dậm bước từng bước một. Và kìa, ngôi nhà đã thực sự hiện ra trước mắt tôi. Tôi bước vào, gõ cửa, cóc cóc cóc. Nó đu theo luôn rồi đó. Nhưng không có ai mở cửa. Thế là tôi đành dậm bước quay đi. Bóng ám! Ma! Cánh cửa bật mở. Tôi giật mình, nhưng nhớ lại, đây chỉ là một cơn gió mạnh vừa thổi qua. Rồi tôi bước vào nhà, trong nhà không có một bóng đèn nào. Tôi từ từ bước lên cầu thang. Ôi, trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng cầu thang kéo kẹt nghe lãng mạn làm sao. Rồi tôi cũng bước đến cửa phòng của người yêu tôi. Tôi xô cửa bước vào thì trời ơi, trước mắt tôi một bóng trắng đang ngồi xõa tóc bên khung cửa sổ. Ma! Đấy là người yêu của tôi mới vừa gội đầu đang ngồi sấy tóc. Lãng mạn không? Cái lãng mạn dễ sợ. Rồi vậy xong nha, mình về. Kể cái gì mà bạn tuột quần luôn vậy? Chưa về được. Xong. Chưa về được đâu. Chưa về được đâu. Về là bị chết thuốc đó nha. Nè, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Bây giờ nói thiệt với bạn nha. Bạn ngồi xuống cho đi. Cho mình về được không? Không không. Về là bị chết thuốc á. Bây giờ nói thiệt với bạn nha. Bây giờ mình bắt đầu hết sợ ma. Bây giờ mình thích nghe chuyện ma. Bạn kể chuyện ma cho mình nghe đi. Kể xong chuyện này nữa cho về nha. Chuyện ma ghê lắm nè. Ngày xưa trong một khu rừng nọ không có một con thú nào. Tại vì sợ săn đã bắn chúng ăn thịt hết rồi. Bỗng một hôm bên bờ suối sành ngát, có một chú nai vàng đang ngơ ngác đến bờ suối. Ma! Ma tào lao, con nai ma gì ma.
đang kể mình. Bỗng tiếng sột soạt của những bước chân ai đang đi tới. Ồ, thì ra đó là bác thợ săn. Bác thợ săn vừa nhìn thấy chú Nai, bác thợ săn liền tháo súng ra và để xuống dưới chân. Đúng, con Nai chết. Trái mít rụng. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Và chú Nai đã chạy vào rừng. Ghê không? Ma ghê không? Ma cái con khỉ. Có thấy con ma là đâu? Ma mít đó. Ủa sao ma mít? Trái mít rụng là ma mít. Đâu có ai hái mà tự nó rụng là ma mít. Ghê, kể mấy người này phải kể không, vậy không, đó nha. Không, nó loạn não nó cho mình về. Nãy giờ qua hai câu chuyện bạn à, mình về nha. Hả, đứng lại. Nãy giờ qua hai câu chuyện kể biết bạn khùng chắc chắn rồi. Chốt mày khùng á. Mày không ra tao đi về. Mày không, đứng lại. Mày không. Mày khùng. Mày điên. Mày khùng. Mày điên. Mày khùng. Bạn mày ra kìa. Mày khùng. Gì? Mày khùng. Bạn yên tâm đi. Mày khùng. Cái cục nói để đâu, để mình lục cho. Mày tìm cái gì ở đây vậy? Tìm cục nói, có rồi. Tao đâu có khùng. Mày khùng. Ta nói mình khùng là khùng rồi, tại ở chung phòng. Tao không có khùng. Mày khùng á. Sao? Bạn nói sao? Nó khùng. À, nó vừa nó khùng hay... Mày hỏi lại đàng hoàng coi ai khùng. Bây giờ hỏi lại lần cuối nha. Ừ. Nè. Hả? Hai người này, người nào khùng? Mày khùng. Đó, thấy chưa? Nó nhận ra mày mà. Tao nói mày nghe nè. Sao? Một tí nữa mày kêu nó vô trọng trả tiền cho tao nha. Ủa? Tao thiếu tiền mày vậy? Mày thiếu tao 1.8 tỷ á. Tao làm gì thiếu mày 1.8 tỷ? Hồi nãy mày chơi 4 thun mày thiếu tao 1.8 tỷ nè. Trời ơi. Nợ tao 1.8 tỷ luôn hả? Bốn thun. Bạn. Hả? Sao dây nịch không đeo đây mà đi đeo ở đây hả bạn? Tao đeo dây nịch ở trên này tại vì tao sợ bị tuột cái quần. Rồi nhặt ngang lắm. Ngang mày rồi đó. Thôi hai đứa ở chơi vui vẻ nha, tao đi. Đứng lại. Đi đâu được đi. Bạn cầm cái tô đi ăn cơm hả? Này khùng mà con. Nghĩ sao cầm cái tô đi ăn cơm vậy? Tao cầm cái tô đi giặt đồ. Vô đi giặt đồ. Qua đây chơi với tao nè. Chơi nó đi. Qua đây. Hồi nãy mày thiếu tao 1.8 tỷ á. Qua đây tao cho mày gỡ nè. Chơi gỡ đi. Tao với mày chơi lắc bầu cua nha. Tao lắc bầu cua đi. Tao lắc đi. Chuẩn bị nè. Cui. Trái bầu. Ngu. Cái này là cái bóng đèn. Bóng đèn là cái bầu. Bóng đèn. Nãy mày thiếu tao 1.8 tỷ. Giờ mày thu thêm 1.8 tỷ nữa là 16.4 tỷ. Trời ơi, thằng này hồi xưa làm ngân hàng. Cho mày tính cái ghê vậy mày. Chuẩn bị nè. Sao? Cui. Bóng đèn. Ngu. Đó. Cái này là hộp xí ngầu. Hộp xí ngầu. Phan mày nào cũng ngu quá, trở lại nè. Chuẩn bị nha. Cui. Hộp xí ngầu. Ngu. Nghĩ sao này học xí ngầu hả? Chứ cái gì? Tao không biết. Trời ơi, cỡ nào cũng bị nó gài, nó quánh hết. Hai thằng... Tao nói mày nghe nè. Sao? Nãy giờ tao đánh tụi bay hoài á. Bây giờ tao chuộc lỗi nha. Gì? Tao có cái này cho mày ăn nè. Thôi bậy. Để nó thương mày, mày ăn bậy, đi. Bậy, ở đây không có... Thôi bậy lắm, đừng. Bậy. Ăn đi, người ta cho thì ăn. Gì vậy? Chuối của tao bự chà bá luôn á. Nó nói chuối nó bự chà bá luôn. Trời ơi, chuối sống mà nó bỏ với vú hồi thành chín luôn. Rồi kệ nó, mày cứ coi ăn coi như chuối nấu đi. Nghe mày không? Ăn đi. Thôi mày ăn đi, nó cho mày. Tao vô trong đó nha. Tao vô tao đợi hai thằng bay á. Lúc liền chơi với tao nha. Tao đợi á. Vô đi với tao, vô liền nha. Khổ ghê luôn á, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Ha, bực bội ghê. Tội nghiệp. Ê, ngồi chơi. Thôi, khỏi, về nha. Ê, về sao đường mà về? Tôi về. Tôi nói cho anh biết nha. Tôi nói tôi không có bệnh nha. Hoạn gì hết. Còn tôi là bác sĩ trong này nè. Bác sĩ cù lôi. Tôi là bác sĩ. Anh không có ai bác sĩ mà khùng như ông hết. Đây nè. Đây là người ta mặc đồ cho tôi thôi. Chứ thực chất tôi là bác sĩ. Không có ai bác sĩ nè, mà khùng như thấy hồ sơ, có tiêm chích không? Đứng lại không? Cái đó là tôi tin hả? Bây giờ đứng lại không? Tôi nói tôi không có chích.
Tôi chết thuốc á. Tôi nói tôi không chết. Anh quậy cho bệnh viện là tôi chết à. Tôi nói tôi không chết. Đây là thuốc an thần, đứng lại đi. Đừng có điên quá. Đứng lại tôi chết. Bệnh viện gì mà chết. Đứng lại tôi chết. Tôi nói tôi không chết. Đứng lại tôi chết. Không chết mà. Đứng lại tôi chết. Tôi nói tôi không chết mà. Đứng lại tôi quá chết. Đi trời ơi. Đứng lại tôi chết. Tao mệt trời ra mày. Đứng lại tôi chết. Trời ơi, mày chết mẹ đi cho rồi nè. Tao ngủ chạy tới chạy lui mà cũng chết luôn. Rồi chết đi. Quê, anh đứng lại đó. Tôi khổ quá mà. À, cái này tao dán là Lý Hùng nè. Không, tôi tên Thông. Là Lý Thông. Không, Lý Cây Thông. Tôi khổ quá. Anh đã dễ. Cảm ơn anh tới kịp lúc. Không thôi là tôi bị chết rồi. Trời ơi, tôi khổ. Trời, nó khùng quá mà nó đòi è tôi, nó chết hoài. Trời ơi, vậy chưa tới giờ thăm anh cứ gì. Bác sĩ. À, bác sĩ, giải quyết nào quá vậy? Chưa tới giờ thăm bệnh mà anh này vô rồi, anh này đè nhau chết gì lum la này. Ủa? Tôi khổ quá mà. Dạ. Anh hai. À. Ê, ê, ê. Không nên xích lại gần nhau. Không, tao nhớ. Thôi anh xui lắm. Anh xui lắm, ai đụng vô anh là sạc, sạc hết hả? Bác sĩ kể em là có ông là... mà đụng vô là xui hả? Anh ruột tôi. Xui đâu mà, xui mấy ông đó không bậy. Có xui. Ê, anh đứng bậy lại đó, không có xui. Tôi nói thiệt, tại vì sao nãy giờ tôi gặp ảnh rồi, nãy giờ tôi đụng tay, đụng chân, nhìn đựng má luôn, đâu có xui đúng đâu. Rồi. Có đụng chưa? Đúng rồi. Có đụng rồi hả? Xong luôn. Xui đâu. Ủa cái gì nó tê tê bên hông tôi vậy? Hả? Kim tim, chích kim tan. Ủa, nói vậy là kim tan bị chích. Hả? Thuốc bắt đầu nó ngấm rồi nha. Thấy chưa, em nói đụng anh là xui. Không, xui mà. Thôi. Đây nè, tao gửi cái này cho con mày cái. Khỏi luôn. Tao gửi cái này cho con mày. Anh đứng dậy đó. Giang ơi. Xui ơi. Xui à. Xui ơi. Con nè thầy. Con đi gần thầy. Thầy nghe ớn quá con ơi. Thầy mà còn sợ ma hả? Thầy không có sợ ma mà sao tới mây nó bay dữ rồi mày. Con đâu? Con đây. Đâu? Con đây nè. Giơ tay lên coi. Nè. Đâu? Ở đây nè trời. Bên nào đâu mày ra đây mày đi. Một mình lãng quảng ma nó bắt hả con? Đây nè. Đâu? Con ở đây. Mã không à. Đây nè. Chỗ nào? Mày làm tao ớn mày. Đây nè. Chỗ nào? Trời ơi, sao con làm thầy giật mình vậy? Giật mình cái gì? Thầy kêu thầy không sợ ma mà thầy giật mình. Thầy không có sợ ma mà sợ mày. Có gì đâu mà sợ con. Trời đất ơi, khói bay mà thấy nước không vậy con? Của ai vậy? Nước của thầy đó. Giờ này mà đi xả lũ. Tự nhiên sao bị quýu bậy vậy đó? Tự nhiên kêu con vô trong nghĩa địa này chi vậy? Con ra đây thầy nói nghe. Nghĩa địa thấy ớn thiệt vậy. Thấy ớn sao vô đây chi? Tại mày không? Sao? Con muốn hết xui thì con phải ra đây. Con kiếm cái mã nào con nhỏ nào nó chết nó còn nguyên. Tâm sự với nó con mới hết xui. Cả đống mã biết con nào còn nguyên. Nhưng mà thầy biết. À, thầy thử hết luôn rồi đó hả? Thử gì mày? Chứ sao? Nhìn biết. À. Rồi bây giờ vậy. Sao? Đứng đây thầy làm sao con làm theo thầy vậy? Dạ. Đứng ngay ra đi. Thầy có cái đó thầy rút, con rút cái gì? Thì mày làm cái giỏ đi. Mày khó thiệt ta. Vô. Sao thầy lớn tuổi mà thẳng tưng mà con nó sụi lơ vậy nè? Thì con tìm cách làm sao cho nó cứng lên. Rồi vậy đi. Ừ đó vậy. Khổ đi. Hai tay mới được. Thiên lên lên. Thiên. Nghĩ mày ơi. Cái gì vậy? Mày làm thầy luôn đi. Sao? Người ta nói thiên linh linh mày làm mày hú như ma vậy. Thôi thầy nóng quá thì làm đi. Không biết thì phải chỉ người ta. Làm theo thầy tự nhiên. Trời ơi, bộ con đưa cho thầy làm. Thầy lấy tiền cho bộ thầy làm công quả. Sao mà thầy rần rần vậy? Thì lấy tiền phải ba chỉ vàng cho bộ ít à. Phải giá trị của nó chứ. Tự nhiên mày làm vậy sao có lên được. Cái gì? Lèm bèm gì? Lèm bèm xong lèm bèm. Mày làm cho ăn tiền mày sướng lắm vậy. Ủa, bộ ai ăn tiền cũng cực chứ sướng vậy. Tại lá xô của mày tao mới vậy lấy mày.
Mà vô của tôi kệ chứ bên nụ cười mới nó trả tiền cho bộ tôi à. Tôi cũng làm mướn cho bộ. Làm mướn mày nhiều. Nhiều ở đâu? Sao biết nhiều? Nhiều mà ông ăn ba chỉ mà ông kêu nhiều. Ba chỉ không bằng gốc của mày nữa. Thì tôi làm tới 2 tiếng ông mới ra mà. Ông rần rần sao với tôi sao được. Chứ mẹ không làm 2 tiếng ai coi. Thì bởi vậy mới lấy tiền nhiều hơn ông cũng la nữa. Cái la hồi nào? Đó nãy giờ nè. Tao nói nhẹ nhàng la hồi nào? Nãy giờ mày nhẹ nhàng. Chị la cả đứa giờ mấy đó. Khó khăn. Ủa, cái gì đúng rồi thôi chứ con. Giờ mày để tao nói không? Mày nói đi. Tao sắp vô phép mà cứ nói lèm bèm hoài. Mày đưa lên mày. Mẹ, thì tao phải dạy chứ. Ăn ba chỉ cho bộ à. Mẹ ông nội tao dám dạy mày à. Vô. Vô. Thiên linh. Địa linh linh. Địa vũ linh. Mày điên đó làm chi? Đẹp, ổng đẹp. Thổ linh linh. Địa rồi còn thổ gì nữa? Tao thích. Thổ linh linh. Đất linh linh. Trời ơi, nó dư quá trời dư vậy. Đất linh linh. Trời này khỏi. Đó, vậy là nó. Mày xích ra. À, vậy đó. Bắt đầu. Vô. Dạy người ta mà múa nhanh như quỷ vậy mà ai đu cho lợi ông? Thì tao múa sao mày thể coi chứ? Coi sao kịp mà coi. Ăn ba chỉ vàng mà làm như cướp vậy à? Sao nãy giờ mày cứ nói ba chỉ hoài mày? Ủa thì chả ba chỉ nói ba chữ. Nhanh như quỷ à. Bộ quỷ nhanh lắm sao? Cầm mày... lên. Nhanh quá mà. Thì tao từ từ. Từ từ chậm chậm lại thôi. Làm mà nhanh quá ai học cho kịp à? Ai biểu ham trả cho cố rồi sức khỏe yếu. Ủa kệ tôi. Không chạy tiền đâu trả cho ông ba chỉ. Ê sao mày nhắc cái ba chỉ hoài mày. Ăn của tôi không dễ đâu nè. Trời ơi tôi cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt cho bộ tôi ăn không hả. Thiệt tao hối hận thiệt á. Hối hận lát vô đừng lãnh lương. Coi như công quả được rồi. Tao nói thiệt mày, tao lấy ba chỉ vợ tao nó dứt hết nửa phân nửa rồi. Còn cái chuyện đó vợ chồng thầy ăn chứ bộ tôi nhào vô tôi ăn của thầy cho thầy nói. Tao nói thiệt mà tao đủ ba chỉ tao trả lời mày rồi. Không mấy tao trả mình chỉ rưỡi chịu không? Thôi khỏi đi, giờ lỡ rồi làm luôn đi. Sao mày lên bèm qua vậy? Ủa? Mày mà nhắc ba chỉ tao nghỉ liền á. Thiên linh linh. Thiên linh linh. Địa linh linh. Địa linh linh. Thổ linh linh. Thổ linh linh. Đất linh linh. Đất linh linh. Vô. Vô. Mà chơi kỳ vậy. Ai giỡn với thầy? Mày làm gì mày cắn cái đó làm tao tưởng ma lưỡi đỏ. Thầy múa nhanh quá tôi quên nó cứ cà công vậy hoài tôi ngậm vô tôi múa chơi rồi. Thiệt á? Tao không biết nói sao nữa luôn á. Thôi vô đây đi ông ơi. Khỏi múa đi, lát múa sao đi. Vô đây thầy chỉ mấy cái mã này nè. Rồi con ngồi nói chuyện với nó. Nè. Nhìn cái mã này vàng vàng này nè. Rồi, thằng này nó chết lý do gì con biết không? Ai? Cái thằng hả? Thằng này sao chết? Nó chết vì nó hôi bia. Hôi bia bị chết hả? Ừ. Rồi. Qua đây. Vậy hôi làm chi? Bởi vậy. Còn mã này nè. Này gì? Này nó mới cưới vợ cái nó chết. Sao tội nghiệp vậy? Nó bê đê đê. Cái gì? Nó bê đê. Bê đê cưới vợ mắc mới chết. Bê đê cưới vợ sống chết. Ờ ha. Mày thử mày bê đê đi. Bê đê cưới vợ là chết rồi. Qua đây. Mã này không hợp với con.
Nó đâu? Đây mã này nè. Mới hộp nè. Mã này sao? Ở đây xương dữ quá mày ơi. Mã này nè, nhỏ mới cưới chồng. Nó có chồng rồi mà nó còn nguyên. Thôi đi thầy ơi, nói chuyện tào lao, có chồng mà sao còn nguyên được. Nhỏ này vợ của con BD. Thôi bữa nay cho hai thầy trò ngồi đây tâm sự một bữa, rồi sáng trả lời nha. Nó gật đầu rồi đó. Thôi nằm xuống ngủ đi con. Nằm xuống ngủ đi. Nằm đó đi. Vậy cảm ơn. Ê. Quỷ đó mày đứng đó làm chi mày? Đâu? Hả? Kìa nó đứng kìa. Mặt xanh lè kìa. Đứng đó làm chi vậy? Sao con thấy? Mày sao thấy được? Ý trời, thằng nhỏ bò vô đây làm chi vậy? Có chút xíu, 1-2 tuổi gì mày bò vô đây chi? Cái gì thầy nói ghê vậy? Mày đạp đúng đó rồi. Quỷ ác là cái tay con người ta để đạp lên nè. Gì ghê vậy thầy? Bởi vậy sao con biết được ở đây? Trời ơi, ở đâu mà đông dữ vậy mấy cha? Con nhỏ đó mày đi vô mày. Đi không? Mày đi không? Tao lấy kiếm ra sĩ mày chết liền bây giờ. Còn cái quỷ mày dở cản chi vô mày? Quỷ, đi đi. Con quỷ nào vậy? Ma chó. Có luôn hả thầy? Có luôn. Thôi bây giờ như nè, con uống ly đi. Con cầm con đi vòng giao lưu với quần chúng đi. Con ly đây giao lưu hả? Giao lưu với người ta để người ta cho con ngồi đây chơi. Mà đâu có thấy ai đâu giao lưu. Thì chạy thầy chỉ cho. Vô. Mời người ta uống đi. Cái tay nó còn để đây không? Nó rút vô rồi. Ở đâu? Nó đứng kế con nó xích quanh chút. Nửa mét thôi. Ê, tới chưa con? Chút nữa. Rồi, tới rồi đó con. Dạ em chào. Nó cao hơn mày. Dạ em chào. Cao hơn chút nữa. Đó. Cao dữ vậy người mẫu hả? Dạ em chào anh. Ai nữa? Nhỏ nè. Chú chào con. Qua bên đây nè. Chào hết tụi nó đi. Tôi là người phàm mắt thịt, không thấy được ai. Ngày hôm nay tôi có công có chuyện, tôi ra đây xin ông bà cô bác quốc mặt phù hộ cho tôi, cho tôi tá túc một đêm nay thôi. Khi tôi nào tôi hết xuôi, tôi sẽ trả lại sự yên tĩnh cho mọi người. Uống một ly rượu đi, uống một ly rượu rồi xỉn ngủ hết đi nha. Ly sao nó thấm mà xỉn? Ủa vậy hả? Sao thấm được mà xỉn? Chiều thèm nói còn con mua một can. Ủa sao con đi đâu hả? Dạ xong rồi. Còn nữa đặng á. Dạ. Đông lắm, 6-7 đứa gì đó. Dạ. Em chào chị. Ừ. Chào hỏi người ta đàng hoàng đi con. Chào đi rồi lại đây uống với thầy. Cái gì? Mày bị điên hả? Cái gì vậy? Con ma bánh bèo. Đâu? Nó mới hiện lên. Nó mới dẹ dẹ cái gì trong đây nè. Có không? Có, đi với con cho con đỡ sợ. Sao con thấy? Đây con mới thấy nó mà. Nó lên, nó le lưỡi, nó liếm cái viết nữa. Có không? Nó giống như viết thư pháp trên này nè. Đâu. Chỗ nào? Nó viết chỗ nào?
Đây nè thầy, đây nè. Ao ao sờ ao sao. Sao dành chỗ của ta. Con ơi, con đi đâu vậy con? Đó, thầy nghe không? Mới vừa nói xong. Nó nói sao dành chỗ của ta. Trời ơi, sao mày nói nghe thấy lạnh? Thầy ơi, con dũng dũng rồi. Mày dũng dũng tao dũng tim rồi. Nghe gì không? Mới nghe đàng hoàng. Sao dành chỗ của tao. Đúng, đúng rồi. Xui ơi. Dạ. Hình như không phải nó nói đâu Xui ơi. Dạ. Gió nó thổi nghe vậy đó. Đừng dạ. Sợ, có thầy đây đừng sợ. Đây cái kiếm thần để thầy ếm ra cho. Cũng nhẹ nhẹ chứ tội người ta nghe thầy. Sao thầy làm gì vậy? Con có nghe thiệt không? Có mà, con nghe đàng hoàng mà. Mới nói sao dành chỗ của tao. Hình như thầy bị điếc hay gì nghe không rõ lắm. Được rồi, để cho thầy. Nam mô nam mô nam mô nam mô. Dạ dạ. Ta xem là ngồi đây à. Dạ. Dạ. Nó nằm im bất động rồi. Con an tâm. Dạ. Ta đã im nó rồi. Con biết rồi. À. Nam mô nam mô. Anh ấy ơi. Ông đó ông làm gì vậy? Đang ếm người ta. Con nhỏ đó nó hung dữ lắm. Nó khó chịu lắm. Đi qua bên chỗ của em nè. Chỗ của em ở đằng sau lưng anh đó. Đi qua đây chơi với em nha. Thầy Thầy ếm nó rồi. An tâm. Nó không bao giờ dám xuất hiện nữa. Ở đây à. Đâu nữa? Đâu? Chỗ nào? Chỗ nào? Bên đây phải không? Để thầy. Dạ. Nó nè. Nam mô. Tao đang hù ông. Mày mà nhiều chuyện tao tán chết mẹ. Thầy ơi, bỏ ba chị về thầy ơi. Thầy ếm nó rồi, con an tâm. Thầy ếm nó rồi. Thầy ếm cái cùng loài nó mới tới đây. Nó đòi tán chết mẹ con à. Có không? Có, cái con ma bánh bèo rồi à. Thầy ếm thấy nó nằm rồi. Nằm cái đâu mà nằm, nó mới đi đây nè. Sao vậy ta? Nhanh nhanh đi về đi. Bỏ đi. Thôi được rồi. An tâm. Ngồi xuống đây. Đi đâu nữa vậy? Khổ quá đi. Trời ơi là trời. Con an tâm. Con ma BD thầy ếm luôn rồi. Vô uống với thầy một ly đi. Hồi nãy nó ra chỗ đó rồi. Cho mình ếm hoài. Ếm rồi mà. Không tin phải không? Thầy ếm lần nữa cho. Ếm đi, thầy ếm lại hồi nãy nó ra đây nè, wow. Ma BD. Em nói với anh rồi, con nhỏ đó khó chịu lắm. Anh chọc nó, nó đòi đánh chết mẹ anh đó, thấy không? Ông chọt cái gì ở đằng vậy? Chọt con ma BD. Nó đây nè. Đâu? À. Nó nằm đấy nè. Nằm cái cù loài nó mới tới đây nè. Đâu? Nó tới mà mắng vô con bánh bèo này à. Con dốc con ơi. Thấy đàng hoàng. Làm sao con thấy ma được? Thôi bỏ đi về đi thầy ơi, thấy ghê quá. Uống một ly lấy tinh thần. Rồi thầy tha tìm cách cho con. Vô coi. Bây giờ nó yên lặng thì thấy sợ quá đúng không? Thầy sẽ cho con nghe cái này. Thằng nghe vậy đỡ hơn. Nó đỡ tiếng động. Có cái tiếng người nó đỡ hơn thầy. Nghe nha. Mở. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với chương trình Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Chủ đề của câu chuyện hôm nay: Thằng xui trong nghĩa địa. Chuyện kể rằng tác. Sao tác? Tự nhiên
mở chuyện của con lên chi? Mở cho con nghe rồi con hấp thụ. Thôi, dẹp đi, mở nhạc đi. Con quen rồi, con mới hết sợ. Thôi khỏi đi, mở nhạc. Nhạc phải không? Nhạc nào cho nó ầm ĩ lên, cho nhạc nó đỡ sợ. Nhạc này đông vui lắm nha. Vô. Cái này nó ra một nùi. Ủa cái nhạc này thường thường là đuổi ma mà. Đuổi cái gì? Con ma, con hot girl, con râu kìa nó nói kìa. Nó nói là mở cái này là chị em nó không có ngủ được. Đi vòng vòng tối ngày sáng đêm. Chết cha. Quá trời luôn rồi. Vậy là bùa của thầy hết linh rồi. Bây giờ làm sao? Rồi. Được rồi. Thôi đi về. Không, con phải ngồi đây mới hết xui. Thôi mới đặt cọc chỉ coi như cho thầy luôn á, tôi đi không, về. Không, không, con ngồi đây đi. Thầy lên sớm trên, thầy kêu mấy thằng bạn của thầy nó dữ hơn. Nó lợi nó ếm phụ dùm thầy. Nha, con cầm cái kiếm này đi. Ma nó không dám ra đâu, con có thấy được ma đâu sợ. Nè cuốn sách nè. Muốn múa thì coi trong đây đi. Nha, thầy về. Thầy đi nhanh nhanh nha. Nhanh chứ. Mai ta mới về tới. Nhớ nha. Khi nào mà múa ma nó không ra là con cứ coi trong cuốn sách đó. Con biết rồi, đi nhanh nhanh nha thầy.